Hằng sẽ hướng dẫn về cái phần tập nhé. Thì đầu tiên là chị sẽ hướng dẫn về phần hất bụng nhé, phần gập bụng sao cho đúng. Thì đầu tiên mọi người á, mọi người vui lòng là nếu mà mình mới tập, hai chân của mình tách rộng gấp đôi vai, tách rộng ra thì nó dễ xuống hơn ha. Sau đó mình hạ gối xuống khoảng 5-10 cm, rồi mình cố định luôn cái phần hông này ở đây nha. Mình không có bật dậy như vậy. Khi mình bật dậy như vậy á, mình rất dễ bị đau gì ạ? Đau đầu gối. Có nhiều chị bảo là tập bị đau đầu gối là bởi như này nè, khi tập bị nhúng, khi tập bị nhúng gối, khi tập bị nhúng gối như thế này ha, thì chắc chắn là sẽ bị đau đầu gối, tập lâu sẽ bị đau đầu gối. Không ha, khi mà mình đã tắt chân mình hạ xuống rồi, mình giữ luôn ha. Mình giữ luôn cái cơ thể của mình ở đây, nhớ đừng có hạ xuống quá như vậy nó bị lên bài squat rồi. Bài squat thì nó rất là to đùi nha. Bài squat lên mông nhiều nhưng mà lên đùi cũng nhiều như mấy bạn. Cho nên là xuống khoảng chừng 5 cm, 2 cm cũng được, miễn là có xuống chút xíu là được, sau đó giữ lại. Bắt đầu nè, bắt đầu là mình sẽ thả lỏng phần ngực xuống. Cái phần gối của mình nó vẫn giữ nha, cái phần gối của mình nó cũng không có đứng dậy nha, phải vững vậy nè. Mình thả lỏng xuống, hạ cái ngực xuống, đẩy cái phần bụng lên như vậy nè, là mình siết rồi. Cái lúc này là mình thở ra, và khi thở là mình chu cái miệng ra thở luôn, chứ đừng có hít mũi thở mũi, nó sẽ không hít thở kịp nha, không hít thở kịp để mình đủ cái năng lượng để mình tập đâu. Cho nên là khi mà hít thở mình hít mũi, thở miệng, hít mũi, thở miệng, thì như vậy nó đi theo một vòng tròn, mình mới đủ năng lượng để mình tập, đủ oxy để mình tập. Đồng thời khi mình thở miệng ra như vậy á, mình mới đẩy được hết không khí từ trong bụng ra, thì cái bụng mình nó mới xẹp lại được nè. Thở nè, khuỵu gối ha, đẩy thở nè, thở, hít sâu, thở, hít, thở, hít, thở, hít. Rồi cặp bụng nè, hạ ngực xuống, đẩy bụng về trước, thở ra, rồi nâng ngực lên thẳng trở về, sồn, đẩy về trước, hạ ngực xuống, thở, thẳng lưng, hít sồn xuống nè, thở, hít, thở, gối khuỵu nha, thở, gối giữ khuỵu nha, thở, ngực nè xuống, thở, hít, thở. Nếu mình mới á thì mình tập từ từ chậm chậm ha, mình không cần tập quá nhanh để cho mình quen đó. Khi mình gật, thở, 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 thở đó, mình gập bụng mình thở rồi mấy bạn ha, gập nè, thở, thở, gối khuỵu nha, thở, thở nè, thở, thở bụng, thở, thở, là mình sẽ cảm thấy nó ép vô nè, thở, ép bụng vô nè, ép bụng vô nè, ép bụng vô, đó là cái động tác gập bụng này của mình nè, nó là động tác gập bụng ha. Nói chung là chị động tác này nó cảm thấy siết cái bụng vô ghê lắm nha. Thở, thở. Tiếp tục làm sao để kết hợp động tác gập bụng và động tác tay. Thực ra tay nó sẽ hỗ trợ bụng rất là nhiều ha. Khi gập bụng không, mình có thể là cảm thấy không tự nhiên, nhưng mà khi thêm tay vô rồi mình sẽ dễ đánh lắm ha. Ví dụ như tay, động tác đơn giản nhất là tay để hông nè, vô thì vô mà ra thì cùng ra, vào, ra, vào, ra, vào, ra, thở và hít, thở, hít, hít, thở nhiệt tình vào, mở miệng cười nè, thở, hít, cười nó đỡ mệt, thở, hít. Nhiều khi tới em tập em cười dữ lắm nha, à, trời ơi cô khỏe quá, cô cười quá, cô ơi, dạ đúng rồi, cười thôi chứ đau đớn trong lòng lắm á chị, à,
mệt muốn chết luôn. Nhưng mà nếu không cười thì còn mệt hơn. À, mình nhìn thấy mặt mình cười nó còn đỡ hơn là cái mặt mình nó bị mệt đó mấy chị. À, cho nên là cố gắng cười, thở, hít, thở, hít, thở, hít lên nè, kéo, mở, vô và ra, vô, ra, thở và hít, thở, hít lên nè, thở, hít, thở, hít. Đúng rồi, đó, vô cùng vô và ra cùng ra. Khi mà vô thở là xiết bụng vô, mở ngực căng đẩy hông ra sau, xiết bụng nè, mở ngực căng đẩy hông, xiết và mở, xiết và mở, xiết và mở, xiết, mở, thở và hít, thở, căng hông, thở, căng hông, bụng và lưng, bụng và lưng, thấp là động tác tập của mình, hấp mở. Một ngày cô tập bao nhiêu tiếng vậy? Cô có nghĩ ngày nào cũng cô một ngày cô tập khoảng chừng một tiếng đồng hồ à, một tiếng tới hai tiếng thôi ha. Mình mệt mình nghỉ à, có nghỉ chứ. ngày chủ nhật nhiều khi lười quá nghỉ ha. À, rồi một động tác nữa là động tác trực bụng ha. Trực bụng thì nó giống như động tác siết nhưng mà mình khuỵu gối ha, nó sẽ đi nhanh và đi mạnh hơn. Và mình ít dùng cơ ngực hơn. Mình sẽ dùng từ cái phần hông đổ xuống. Hấp. 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 Điều quan trọng lưu ý là cái gối mình lúc nào cũng phải khuỵu nha. Không khuỵu không đi được đâu. Không khuỵu cái hông mình nó bị khóa. Khóa rồi thì mình sẽ không đẩy được cái hông đâu. Cho nên khuỵu gối xuống nè. Lưng vai thẳng nè. Rồi, hấp về trước. Đẩy. Nhịp lên nhịp hấp lên. Xiết, thả lỏng, xiết, thả, xiết, thả, xiết và thả, hấp, hấp, bụng hấp luôn, xiết bụng vào, hấp bụng nào, xiết, thở, thở. Mình cùng tập thử nào, mình cùng tập xem. Mọi người ở nhà tập thử xem có vào không. Nếu tập ok rồi thì ok. Còn nếu mà không tập được thì comment luôn để mình chỉnh cho luôn nha. Xiết, thở nè, thở nè, thở, thở, xiết, thở, xiết, xiết. Càng đau càng tốt ha, tập này đau lắm luôn á. Thở, đau bụng á, đau cũng nghĩ nó lên cơ nha. Nó đang đánh mỡ của mình. Mỡ nó đang đau, đang kêu gào. Thở, thở, dứt, dứt, bụng luôn. Nhất bụng luôn nè. Nhất bụng này dễ xuống bụng. Mình không cần phải làm nhanh đâu. Mình làm theo sức của mình thôi. Mình làm nhanh quá mình làm không đúng, mình đi không kịp. Thì đầu tiên là khuỵu gối. Khuỵu gối xuống. Rồi nhất bụng. Bụng như vậy á, bụng mình xuống khá là nhanh nha. Ôi. Ok. Ơi, cảm ơn mọi người. Thì như có báo trước là hôm nay mình sẽ livestream về tư vấn chế độ ăn dinh dưỡng và cái cách tập động tác khó. Thì hôm nay mình hướng dẫn cái phần gập bụng trước. Nếu mà sau này có livestream thì Hà sẽ hướng dẫn thêm cái phần bài tập eo nha, bài tập nghiêng lườn để sao cho mất cái phần mở eo một cách nhanh nhất, mở hông nữa. Tất cả mọi câu hỏi, mọi đóng góp cũng như mọi yêu cầu mình có thể comment vào video hoặc là các bài tập mà Selena cùng kênh có post lên. Để ủng hộ kênh thì mọi người nhớ like, subscribe và share để cho bạn bè của mình biết tới kênh nha. Nếu mà cần làm thêm bài tập gì thì mọi người cũng có thể comment luôn. Ôi, cảm ơn mọi người. Chúc mọi người có một chủ nhật vui vẻ. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian để mà xem livestream của Selena và kênh Bụng Dáng Hoàn Hảo. Hy vọng mọi người sẽ có một thời gian vui vẻ. Chào, hẹn gặp lại.